Ê, bữa nào có dịp ông đi 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 đi, đi du lịch bữa đi. Được đâu? Du lịch cái chỗ nào mà gọi là mát mẻ, việc mà mình hình như Việt Nam mình bây giờ hiện tại giờ vô mùa nào cũng bị ở bức hết phải không? Vùng nào ở bức hết phải không? Chỉ có Sapa đâu, Sapa ở bức cái gì đó. Đó mà đi dịp đó thôi, chỉ mình xe Sài Gòn Sapa thôi, vấn đề đó. Mà trong mình bây giờ ông biết là bây giờ người ta ngại vấn đề gì không? Trời đang chuẩn bị đã gọi là đang rớt mưa lác đác. Trong Nam mình đang là rớt mưa lác đác, là tới tôi nói thiệt ông á, chỉ cần rớt mưa một phát thôi là ruồi nó đâu tôi không cần biết là nó bay vô nhà, là nó ở hình như nó ở ngoài cây cỏ ngoài gì đó rồi nó biết, chỉ cần ruồi rớt mưa bắt đầu nó vô nhà trốn cái gì á. Mà đa số là rớt mưa, đa số là buổi buổi trưa nè, buổi trưa nè canh giờ ăn cơm mình á, với lại là buổi chiều tối nè, chiều tối thì rớt hay mưa là chuyện nó bình thường rồi đúng không, là nếu canh giờ đó là ruồi nó vô nhà. Tôi nói ăn tôi có thể ngồi ăn toàn là ruồi bu vô cái mâm, nó nói y như là gọi là nó nói gì ruồi như sao cái gì sao thổi ở miền Tây nó đông, em chỉ biết đông cho quân nguyên thôi chứ lại không sao thổi gì. Mà thực sự là dạng như mà một khi mà ruồi đã bu cái mâm rồi đó, chỉ có thấy không, kẻ ăn người quạt đúng rồi, người đuổi á, vừa cái dạng kiểu mà ăn rồi cái đũa quơ 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 quơ, thứ nhất là nếu lỡ cái đồ ăn nó văng rồi nó thấy kỳ, tại vì trong nhà mình thấy lỡ có khách khứa nó kỳ cực kỳ đúng không. Ông có cách nào mà gọi là mình nãy giờ tôi nói là chủ yếu là tôi hỏi để mà cách mà đuổi ruồi Đuổi ruồi khỏi hả? mâm cơm mình á. Đuổi ruồi thì xưa giờ cũng làm rất là nhiều clip về đuổi ruồi, nhưng mà mỗi clip lại có một hoàn cảnh khác nhau, mỗi clip là một trường hợp khác nhau. Nhưng mà hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh một cái cách đuổi ruồi. Cách đuổi ruồi này anh chỉ áp dụng trên cái trường hợp là anh ngồi bàn. Ngồi bàn á. Ngồi bàn á hả? Ngồi đất được không? Chứ ngồi đất không được. Chỉ Ngồi ngồi bàn bàn thôi. thôi. Ngồi đất thì anh xài dầu gió, có một clip sẵn rồi. Rồi rồi rồi. Còn ngồi bàn anh xài dầu gió cũng được, nhưng mà nhiều người ta không thích mùi dầu gió thì anh xài cách khác. Hướng dẫn anh cách đánh lạc hướng ruồi á. Theo nguyên lý của ruồi, ruồi nó phát hiện ra cái mùi đó từ đâu? Thì tao đồ ăn, đồ hôi, đồ thối. Cái mùi đồ ăn à, là nó sẽ hấp dẫn ruồi bay tới. Đúng rồi. Nếu không có mùi đồ ăn thì sẽ không bao giờ nó bay tới. Nó bay lung tung ở đâu á, giống như em đang ngồi không nói chuyện thì con ruồi nào bu đâu. Tự nhiên đặt cái dĩa lồng lên, nó đâu ra không biết đó từ chỗ nào chui ra hay thật. Đúng, chính xác luôn Đó là cái hướng gió nó sẽ đánh cái mùi ruồi, ruồi nó hay nó xác định được nó sẽ bay tới. Rất là hay. Và một con bay tới là nó về nó rủ ông cố nội nhà nó ra luôn, dòng họ. Quân cả dòng họ ra luôn. Hay đó. Cho nên là cách này áp dụng cho anh ăn bàn, dặn bàn cưới á, nó hợp lý hơn. Là bàn trong nhà mình cũng được, cần gì bàn đúng cưới. Rồi em nói cái tương tự giống giống như bàn cưới á, rồi rồi làm trên bàn ok nha. Ok. Khi anh đặt mâm, đặt đồ ăn lên cái bàn để ngồi ăn á, không phải ngồi bệnh nha, anh sẽ bật cái quạt trước. Nhắn có bàn không, em làm thực tế anh coi luôn. Có rồi, ok, ngày nay em chia sẻ cho mọi người cách đánh lạc hướng ruồi, dụ ruồi đúng không, đánh lạc hướng ruồi nha. Rồi. Rồi trước khi mọi người dọn đồ ăn lên cái bàn, hiện tại em đang nói là trường hợp là chúng ta ăn trên cái bàn chứ phải ngồi bệt đất dưới đất. Nếu mọi người ăn trên bàn có hai cách, một là mọi người để một chén dầu gió, em có giới thiệu clip trước. Rồi. Cũng được. Không, cách thứ hai là mọi người trước khi bưng lên là anh sẽ cắm cái quạt lên, cắm cái quạt lên đúng không. Và anh sẽ quay cái hướng cái quạt ra ngoài. Cái mục đích là cái mặt của quạt chúng ta nó sẽ ngang bằng với cái bàn luôn, cho nên em mới kêu là chỉ áp dụng trên bàn thôi chứ dưới đất không được. Nghĩa là nó cho nó cái sức hút đồ, mùi đồ ăn ra đó. Đúng rồi. À hiểu. Đó, ngang bằng với cái bàn luôn nha. Chứ mọi người bị ngồi bệt không được đâu. Rồi, anh sẽ bật quạt lên trước. Tại lúc này bàn của anh là không có ruồi. Tại đúng. Vì anh chưa mang đồ ăn lên, ruồi sẽ cũng sẽ không tới đây rồi. Đúng, đúng. Đúng không? Rồi, sau khi anh bật quạt lên, rồi anh mới bưng đồ ăn lên. Rồi bật quạt nha. Ừ. Rồi, thí dụ đi, mình thí dụ đi, thí dụ rồi, đi. Ok. Đó. Bưng đồ ăn lên nha. Anh mới bưng đồ ăn lên. Hải sản. Ờ, có nó rồi chùm luôn á. À. Đây, một con tôm hùm và ba bốn con tôm tôm Alaska. Ba bông hoa, ba màu khác nhau. Mình nói thí dụ mà. Này cái lát vô kia tôi dọn thiệt luôn. Rồi ok. Okay. Rồi ok, nếu mà mọi người bật trước bằng bỏ đây sẽ hút hơi rồi sẽ đậu hết ra ngoài đây. Rồi sẽ bu hết ra ngoài đây. À là nghĩa là cái quạt nó sẽ có nhiệm vụ là hút cái hơi đó. Hút cái hơi mùi đồ ăn đó. Đúng rồi. Sẽ tỏa xuống chỗ này. Đúng rồi. Là ruồi nó sẽ nghe cái mùi hôi của dầu đồ ăn á. Đúng rồi. Thơm đồ ăn á. Đúng rồi. Nó sẽ tập trung về đây. Đúng rồi. Hợp lý ạ. Đó, đây là cách mình đánh lạc hướng ruồi, mình sẽ hút cái mùi hơi này mình sẽ dụ qua đây. Và cái dòng của ruồi á, khi mà đã bu vô một cái nào đó rồi nó sẽ không bu tiếp theo nữa. Là tập trung về hướng đó hết. Đúng rồi, sẽ tập trung về hướng đó. Hướng này sẽ không còn, hoặc là sẽ còn lác đác một hai con thôi. Một con bu thì chắc chắn nhiều con sẽ tới. Đúng rồi. Đúng. Hay, hợp lý. Tôi thấy cái này hợp lý nè.
Đó, đây cách đơn giản thôi. Cái này áp dụng cho mấy anh em ngồi nhậu á thì ok hơn. Cứ bật quạt lên, thổi ra ngoài. Tất cả mùi rồi đồ ăn này nọ là nó sẽ hút quạt vào phải đẩy ra góc đó. Đúng rồi. Rồi sẽ tập trung về góc đó. Nó bù ở góc đó. À, nhưng mà mình nghĩ là có nghĩa là cái điểm mà nó sẽ tạt đây nó sẽ cố định hoặc nó nằm chỗ này đúng không? Ừ. Chứ không phải là thổi lên trời đúng không? Đúng rồi. Chúng ta phải tạt nó xuống đất á, đừng nó thật bay lung tung thì không được. Nghĩa là sẽ cái hướng gió nó sẽ tạt đất. Ừ. Ok, hiểu rồi đó. Đó, ok, đơn giản vậy thôi. Đủ. Hay vậy bây giờ để bây giờ tôi đi ra ngoài kia tôi hỏi con bán cá nó có bán tôm Alaska không nha. Nó chỉ bán tôm sú không mà, nó bán tôm sú với tép không mà, nó đâu bán Alaska đâu. Thì tôi hỏi nó có thì tôi mua, còn có thì thôi. Không có thì về nghỉ ăn chứ sao vậy? Ha. À, cũng được. À. Đó, ok, em chia sẻ mọi người vậy thôi nha, mọi người có ý kiến hãy bình luận ở dưới nha. Chúc đại gia đình xem video vui vẻ.